Dạ em chào toàn thể quý anh em nha. Sau bao ngày em chờ đợi không có một anh em nào hó hé hết nha anh em, thì em quyết định gã con máy quay thái 204 Odo đi chuẩn đồng hồ luôn á, là 26.000 này nha anh em. Anh em cần phụ tùng liên hệ em nha. Rồi hôm nay cũng có một điều đặc biệt nha. Con máy quay thái 204 này là con máy có đề, thật sự em rã em rất là tiếc anh em ơi. Tại vì máy quay thái 204 có đề lâu lâu mới có được một cục, mà không anh em nào chịu chơi thì thôi mình rã. Giá mình sẽ báo trực tiếp trên video, anh em cần phụ tùng liên hệ mình. Rồi hôm nay có một điều đặc biệt, mình giật ra cho anh em coi. Mình chỉ hơi tiếc là cục máy này lửa nó xét anh em. Và có một điều đặc biệt nha anh em. Con máy này là qua lăng chưa bắn lần nào nha anh em nha. Đây, qua lăng là chưa một lần bắn ra luôn nha anh em. Rồi mình báo cho anh em luôn, lửa của nó là xài chung với lửa rim lùng 99 nha anh em. Cuộn lửa là KGD giống như quay 110 vậy đó, KGD chữ nhỏ 99 á, nè. KGD chữ nhỏ đây anh em thấy không? Đây mình quay rất là rõ nét luôn nha anh em, KGD chữ nhỏ giống như quay 110 99. Xài chung với rim lùng 99 nha anh em. Đó, bộ lửa này có giá trị nha. Rồi mình bắn ra mình báo giá cho anh em luôn nha. Xui cờ cái là bộ lửa này bị lọt nước. Mực xanh mực hồng còn hết trơn y nguyên, chưa tháo chưa bung chạm, 26.000 mà anh em nắp lửa đẹp keng. Bắn qua lần trước đi. Anh em mình tiến hành bắn qua lăng nha. Bộ lửa mới tháo lần đầu anh em chốt liên hệ mình nha. Mình sẽ báo giá cho anh em. Củ đề là 1 triệu nha, bao cọp. Hứa anh em luôn. Trời ơi, trời má ổn quá trời, cũng thôi qua lăng này nó cọp thối tiền nè. Bắn qua lăng nó vàng nè anh em ơi. Á à, giờ này chắc cọp vô lắm. Quay thái 204. Máy này chuẩn Odo luôn, 26.000 anh em. À, cái dĩa đề nó như mới luôn, ông nội xài chung kim lồng 99 luôn, không khác chút xíu. Xui cờ cái xét qua lăng. Cuộn lửa là cuộn lửa xài chung cho quay 110 99 và kim lồng 99. Bộ lửa này giá trị cho nó nha anh em. Tiếc cái qua lăng xét nghẹt. Đây, xài chung với lại thằng rim lùng 99 nha anh em. Vào quay thái cái qua lăng á là nó xài chung với lại thằng rim lùng 99 mà nó xét nghẹt rồi. Tiếc thiệt là tiếc anh em ơi. Chịu. Biết sao giờ anh em. Xét thì chịu nha anh em. Nhưng mà được cái giá trị nằm ở cuộn lửa KGD, lửa thái. Lau giữa đề cái. Sơn đề quá đẹp. Lau giữa đèn cái. Đâu? Đâu? Không phải ông nội. Lau đi. Bị đốm á. Ôi, cái dên nó như mới luôn anh em ơi. Vải cả trưởng luôn. Cái dên như cái dên mới luôn anh em ơi. Đẳng cấp thiệt chứ. Cái dên như mới luôn, mới bắn lần đầu luôn nha. Cọp nha anh em. Đó, mình nói thẳng với anh em luôn. Coi nè. Máy này rã tiếc thiệt là tiếc, không có một anh em nào chơi. Thôi, kệ. Mình rã không sao cả. Rã để chia đồ ra cho anh em, đôi khi anh em cận này anh em cận kia. À, dĩa đề nó như mới luôn nha anh em. Cái dĩa đề nó như cái dĩa đề mới luôn nha anh em. Nó đẹp á. Odo đi 26.000 mà, còn mực xanh luôn nè. Quá đẹp. Đó. Được cuộn lửa thái nha. Rồi mình báo giá bộ lửa này luôn nha anh em. Bộ lửa này là ăn tiền ở cuộn lửa. Cho nên là anh em mua bộ lửa này, anh em thứ nhất là anh em được cuộn lửa quay 110 và rim lùng 99 rim theo xe. Dây bao anh em được cực kỳ mềm nha. Dây nó mềm như cọng bún luôn nha anh em. Bộ lửa này em bán cho anh em với giá là 1 triệu. Đó. Lửa này đi chung với combo IC Mobile là chạy cực kỳ tịch nha anh em, chạy siêu tịch luôn. Đó, em bán giá 1 triệu. Bắt đầu tới em báo giá củ đề cho anh em nè. Củ đề tháo ra coi, bung than gì chưa, lau phần đầu trên dính dơ kìa, trăm luôn, tao hứa luôn, chưa bung chạm đó. Củ đề này giá 1 triệu nha. Đó, củ đề rim lùng 99 tháo xe cọp Odo đi 26.000 nè. Bung chạm gì như tồn ở đây nè, bung chạm gì đó như tồn nè, bung chạm gì 26.000 mà bung chạm này em chịu luôn. Ốc chưa từng một lần tháo ra luôn nè, chưa từng một lần đụng chạm luôn nè. Đó, cỡ này mới đẳng cấp anh em. Nè, củ đề thái thì đóng đát giống như quay 110 vậy đó. 204 là đóng rồi.
4 đầu là 204. Ví dụ 2000 thì số 0, số 9 thì 99. 45 N. Đó. Đẳng cấp luôn. Quay thái 204, siêu cọp. Anh em mình vô quen pha. Đó. Anh em muốn vô rim thái, rim lùng thái gì cũng được, củ đề ngắn. Cực kỳ êm nha anh em. Trời ơi trời, không có tiếng động luôn. Đưa tao lao cái giơ tay nè. Nội ơi. Cái thân trên nó đẹp như mới nha anh em, cái thân cũng đẹp, củ đề thân cũng đẹp như mới nha. Củ đề này giá 1 triệu nha anh em. Trời ơi, không có tiếng động luôn anh em ơi. Có bình không Hiếu? Có. Thử củ đề cái. Bình đâu? Củ đề này đặc biệt, nó có cái này nha anh em. Y chang như củ đề rim lùng 99 luôn, chỉ có không có tem thôi. Củ đề này giá 1 triệu nha. Cái củ đề này nó êm như xe điện quá. Trời ơi, trời, cái bích tông anh em ơi, nè. Như tồn luôn anh em ơi. Bích tông như tồn luôn. Tiếc cái là cái lồng này mình, cái đầu bò này mình chia cho khách rồi nha anh em. Đầu bò và full bộ xử lý khí thải mình chia cho khách rồi, mình còn cái lồng như tồn luôn. Hết bệnh rồi. Yếu xìu quá, bệnh yếu xìu quá, kiếm bệnh mạnh mạnh nè. Quá trời, cái máy nó đẹp, mình ổn ghê thiệt. Không anh em nào chơi hết trơn, bắt buộc mình phải rã thôi. Chứ có khách người ta chia cái đầu bò rồi, không rã sao mà được. Như xe điện luôn, chắc cú luôn á. Trời ơi, nè. Không có nghe một cái tiếng gì luôn. Đâu, dở lên. Dở lên, dở lên, chạm vô. Như xe điện luôn, không có tiếng động luôn. 1 triệu nha anh em nha. Quay thái 204. Đó, nói chung là nó xài chung với thằng rim lùng 99 luôn. Chỉ có một cái không có tem thôi. Anh em nào mua củ đề này mình hỗ trợ, mình dán tem cho anh em nha. Cái thân trên nó còn như mới luôn, cái này mình rửa là như mới luôn á chứ mà. Dây là mềm mèo luôn. Bình mấy chục cái mà nó tiêu đi rồi. Đó. Rồi mình mày khui cái trái ga bình xăng con ra, tao quay combo bình xăng con tao báo giá cho anh em tao luôn nha. Cái nào quay báo giá xong bỏ lên trên đi. Bộ lửa này 1 triệu nha anh em. Cái dĩa đề nó như mới vậy đó. Cuộn lửa là cuộn lửa quay 110-99 và rim lùng 99 xài chung, KGD chữ nhỏ, lửa này chạy rất là ác nha anh em nha. Nó tí xíu nữa mình báo giá ba nắp cho anh em. Còn bình xăng con Boe xá xị mình báo giá cho anh em nè. Nè anh em coi nè. Udo 26.000 bình xăng con mình chưa thèm rửa luôn nè. Đó, bình xăng con mình chưa thèm rửa luôn nè. Udo đúng 26.000, bình xăng con quay thái 204. Có mã là 5NDASE13. Bình xăng con Boe xá xị nha anh em, đi đúng cơm lê của nó mới được nha, tại nó xài xá xị nha. Cái này mà anh em đi đúng tịch xăng lửa nó thì miễn bàn luôn nha anh em. Rồi, bình xăng con Boe xá xị nè, anh em nào chốt thường thường bình xăng con mình bán 1 triệu mốt không à. Cái này có Boe xá xị, bình xăng con Boe xá xị mình bán cho anh em giá là 1 triệu 3. Nguyên combo luôn. 1 triệu 3. Trời ơi, từ từ. Cái lồng nó như mới luôn anh em ơi. Từ từ Hiếu. Nãy biết gì mà để tôi quay clip lúc rút đầu lồng ra cho nó hấp dẫn. Họng xăng chưa đóng dơ gì mấy luôn nè anh em. Nắp xăng nè. Ổn thiệt chứ, rã cái máy này em tiếc thiệt chứ mà không có anh em nào chơi. Lò xo nè. Cái máy 204 có đề lâu lâu mới có một lần. Cái ga dài là như tồn luôn. Cái ga là không có một cái tì vết nào luôn anh em ơi. Đúng chất máy đỉnh thì chứ, 26.000. Cái ga như tồn luôn. Đúng ô đô đồng hồ 26.000 anh em. H7C nè. Thối tiền thì chứ, sạch bon. 1 triệu 3 cơm lê bình xăng con Boe xá xị, đúng quay thái 204. Boe còn đát 204 luôn nè. À, cái này gắn alpha chạy chắc thối tiền. À, gắn alpha bình xăng con Boe xá xị đi với bộ lửa, đi với IC Mobin nữa là thôi. IC Mobin báo giá cho anh em luôn nha, 500.000 nữa nha. À, có IC Mobin luôn nha anh em. Rồi, cái nào quay xong thì mình cho nó lên trên. Đấy, báo giá rồi đó. Đâu mày đưa cho tao coi cái mày lấy miếng dẻ sạch ở trong nhà á. Cái đầu lòng thì trời trời. Tiếc ghê á anh em ơi. Cái đầu bò mình bán cho khách này nha anh em. Còn cái lòng này 2 triệu á. 97cm khối KFM 1.7 triệu. À, 2 triệu. Ê, gắn ốc bách lòng luôn rồi. Ốc bánh xe lòng gắn đầy đủ vô. Ốc bách lòng luôn. Con ốc này gắn vô luôn.
đâu, bắt lần tôi bỏ máy làm gì có mày, mày để đâu rồi đó, để chút xíu đi kiếm sao đi, kiếm sao đi, ốc bắt lòng tao có, từ từ đi, khoan nó bắn nồi để tao quay, để tao quay cho anh em tao coi cái lòng là 97 cm khối KFM-7, đầu là đầu TH8, con cờ vẫn đứng luôn nè anh em. Thiệt tình á, anh em không, anh em nào chốt máy cọp cái ống hơi nó còn đen thui luôn nè, ron nè, chưa chỉnh cò luôn nha anh em, chưa một lần chỉnh cò luôn. Còn cái trái của nó em nói anh em, rách miếng ron chân nè anh em ơi, rách ron chân nè, bích tông này nhìn nè, bích tông là như tồn, trái bích tông là như, trái bích tông này em thấy nó đẹp tầm khoảng 98% luôn nè. Đó, nó đẹp như mới luôn nè, anh em thấy mặt trên là chưa ăn một miếng luôn. Mặt trên nè. Đây. Bê tông mặt trên là chưa ăn một miếng luôn. Bê tông ART nha anh em, bê tông Thái nha. KFM. Cái lồng này mình bán 2 triệu nha anh em, cái đầu bò mình bán rồi nha. Lồng 100 cọp 2 triệu. Đó. Mấy cái này ha, những anh em nào chịu chơi anh em vô mấy cái thằng, cái này anh em nào chịu chơi ha, anh em vô mấy cái dòng ếch Thái ha, quay alpha đồ, trời ơi xài biết nào hết, chết nó được anh em, mực còn luôn. Để em coi anh em coi giả dưới như tồn luôn ông nội ơi, ông nội coi nè. À, mãi vậy đâu không có anh em nào biết chơi, dở thiệt là dở. Đẩy cái ác bê tông vô, đẩy đẩy trái vô cái heo. À, máy này đã tiếc thiệt là tiếc, công nhận. Ở dưới đó có cái khăn, lấy dành cái khăn nghe Kim. Nhớ cái nhiễu lên giò nè. Cái chân mà. Cái thôi. Đã cái cũng thiệt. Lầu lầu như có mấy máy cọp, không có ai biết chơi, dở. Cái lòng như tồn trời. Coi nè. Thối tiền chứ. Trời ơi. Ủa nó có lòng nè. Trời Phật ơi trời. Như mới. Lòng này giá 2 triệu nha anh em, đầu bò bán rồi nha anh em, thông cảm nha. Full bộ xử lý khí thải bán cái đầu bò rồi. Rồi, anh em nào chơi hú cái lòng này 2 triệu. Cái lòng này mà anh em đi, trời ơi đủ mẹ cái lòng cỡ này, cái dên nó cứng sao được ông nội. Cái lòng này mà đi với dên lóc này thì thôi thôi à, trời ơi. Ôi đủ. Mày rã đi. Bộ nồi này hứa mày luôn là như tồn. Bộ nồi này bán từ giá là 5 triệu. Từ từ, rã kỹ kỹ. Ốc máy anh tao đã chốt cho người ta rồi đó. Đặt gô máy lấy lại hết nha. Nè, mới bắn lần đầu tiên. Mày vậy mà anh em, anh em nào chơi dở thì quý. Thì chứ xem nhiều quá, bây giờ em có nhu cầu em dọn chứ thôi lại dễ gì. Lên miếng ron luôn đây. Ba nắp sơn rim đẹp luôn đó. Đắt không? Đắt ron không? Không. Ủa, mấy cái nồi, những cái nồi đập hộp nữa là ông nội ơi. Trời ơi trời. Thôi 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 thôi. Từ từ nha, để tao làm xong cái tới bộ nồi. Một lát nữa tao bán chung combo lòng với lóc cho anh em tao luôn. Nắp nồi chưa rách miếng ron luôn nè. A, B, K, R, S, G. Sơn rin thối tiền. Nổ nhẹ đây xíu nha. Nắp nồi, nắp lửa mang cá. Cái này anh em vô quen pha bụng là hết bài. Anh em dọn 2 lá tư. Đúng chơi đúng 2 lá tư. Đúng nắp này rất là dày và nặng nha. Nắp quay A mới dọn có bằng đâu. Ba nắp này sơn rin, còn miếng ron luôn. Bán cho anh em, nói chung nắp này mình bán không có giá trị. Thì sơn rin đẹp luôn, miếng ron luôn. Mình bán cho anh em giá là 500 ngàn. Ba nắp, có nắp nhựa nồi nha. Và anh em lưu ý là không có, có gỡ ốc này chưa. Bán ốc này ra để lát vô bộ nồi. Ba nắp luôn, nắp nhựa luôn, sơn rin đẹp 500 ngàn. À, bộ nồi thối tiền. Nồi này trang như nồi 110, không khác một chút. Bố trời.
sớ nè, nhìn sớ nè, bao đâm đó, bao đâm. Bởi vì anh em mình nói anh em nhiều cái thiệt tình vậy đó, mà tới chừng cũng kiếm, tới chừng khách kiếm hậu ơi, kiếm cho anh cục máy cọp, kiếm đâu ra mấy ông, mấy anh kiếm đâu ra, ác nổi nó vậy đó anh em, xuống nồi luôn. Nồi anh em nhìn nè, nói chung á, cái nồi mà để nhận diện xe đi ít đi nhiều á, là tháo đi, tháo đạn đi, tháo đạn đi, nhận diện xe đi ít đi nhiều, anh em nhìn một điểm một là anh em biết liền. Cái thứ nhất, nồi khi mà anh em bật cái nắp ly tâm này ra nè, cái nắp mà để có mấy miếng ron đây mà để cho nhớt cái bơm vô lỗ cốt trên nè, là anh em thấy nó rất là ít đóng dơ, tại vì cái chỗ này là cái chỗ nó lọc, thấy không, nguyên rin chưa bắn lần nào. Cỡ này là đẳng cấp rồi, bộ nồi này từ giá 5 triệu nha anh em nè, nguyên rin ha. Bắn ra đi Hiếu, kỹ kỹ cho đẹp đẹp cho người ta xài Hiếu. Cái dít dẹp gì đâu có thấy hết trơn rồi, kỳ vậy. Hừ. Cái dít dẹp ở chỗ cái rửa đồ có không? Không có luôn nữa. Kỳ vậy. Đây có không? Rồi, bắn ra đi. Đóng xuống. Nồi tập này chắc phải đánh dấu rồi anh em ơi. Rồi cái này đánh dấu gì đâu, khỏi đâu, bắn ra đi, muốn đánh dấu sao, nhận gì, bắn ra xong muốn đánh dấu, đánh dấu luôn đi, đánh dấu đỡ phản, đánh dấu luôn đi, bắn nồi sao luôn đi, đánh dấu lên nồi trẻ trên lóc số lụm, nè nồi với số là xài chung với quay 110 nha anh em. Thiệt cái máy đẹp từ đầu tới đích luôn trời, từ trong ra ngoài luôn. Dây mà không anh em nào chơi thiệt. Mà cái máy này mà lửa nó cọp một cái, bộ lửa này bán thối tiền anh em. Lửa nó lửa rim đùng chín chín đó. Hỏi cái gì anh em, hỏi sao mấy cái máy 2.4 này chạy nó tịch dữ vậy. Thì đó vậy đó anh em. Đó, lòng nó là xài chung lòng rim đùng chín chín, lửa là lửa rim đùng chín chín. Anh em thấy cái kết cấu máy của người ta không? Máy Thái không? Sao người ta nói sao máy là chạy phê quá trời, sao máy mà alpha mình cũng 100 cũng lồng nhôm chạy không bằng. Đó, anh em thấy không, rõ ràng luôn, khỏi chạy khỏi phản. Từ bình xăng con người ta thiết kế trái ga này nọ nó cũng khác một trời một vực. IC cũng khác. Mô bin cũng khác. Lửa cũng khác. Nồi thì nồi 110, số 110 hỏi sao chạy không ngon. Nồi này em hứa anh em luôn á, cái chuông mà vợ một miếng nào em tặng, em dám tuyên bố luôn á. Rồi lượm lên nồi đi, nhớ à cô máy lấy lại nha, cô máy cho ông anh, ông dặn rồi, cô máy bên nồi nè, gỡ ra đi. Cô mới chát, ông xin là cô đang ống ráp máy lên bộ nồi nè anh em coi nè, đây cái nữa nè, ở giữa nó có hai cái nữa đó. À, cô máy zin theo xe xài ngon lắm anh em ơi, nó nhẹ, nó không có bị nặng anh em. Nè bây giờ báo cho anh em là bộ nồi này nè, báo giá anh em trước luôn 5 triệu,
phun cò muỗng, phun đồ. Rã là rã máy nóng, quay trực tiếp cho anh em coi, cho nên anh em đừng có nghĩ cái chuyện mà binh biến. Ở đây là chơi, là chơi cái kiểu thẳng thắn không à, chứ không có binh biến gì được hết trơn á. Đúng chất nó. Mã nồi là mã 110. Bộ số một lát cũng vậy, lên nồi. Quay thái 2.4. Siêu đẳng cấp. 26.000 nó như thế nào anh em? 26.000 là cái nhông giảm âm á, là cái nhông hú ở trên này nó chưa có trắng luôn. Nó chưa có sáng luôn, em sẽ quay cho anh em coi mặt ăn và mặt không ăn. Đây, mặt ăn và mặt không ăn. Hầu như là nó muốn như nhau. Sớ thì anh em thấy rồi ha. Còn chuông. Đấy, như mới nha anh em. Như mới. Đấy. Đây. Rồi anh em nhìn. Cái chuông này á, nó còn tầm khoảng là 95%. 95% anh em. Chưa một miếng giận chuông là gì ha, bằng trang như mới luôn. Nghiêng cho anh em xem luôn. Em nghiêng hết độ cho anh em xem luôn nha. Thấy không? Bằng, hầu như là nó bằng như mới. Đó. Rồi, tiếp theo. Khâu nồi thì em bỏ qua đây. Đây, thằng em nó đang lên bụng giữa luôn đó. Nồi nè, đóng đát 2.4 nè. Ngày 17 tháng 5 năm 2004. Mẹ ơi, như mới luôn thiệt. Trời ơi trời. Như đập hộp luôn. Như đập hộp luôn. Vậy đó, máy vậy đó mà không ai chơi anh em. Tiếc thiệt. Rã banh máy chơi. Nồi cỡ này anh em ơi. Này chạy tới đời chết luôn chứ. Xe hai mấy năm mà không nhích. Giờ tới giờ vậy nè. Như mới. Em bán 5 triệu á. Anh em thấy vậy chứ nói thẳng anh em, mấy cái này em đăng lên là mất tiêu à. Mã nè, mã FT 107 nè, khác gì nồi 110. FT nè. 107 nè. Khác gì nồi 110. Đó. Anh em tưởng tượng đi, cái nhông nồi sau mà nó chưa có sáng bóng mà nó còn đen thui, nó còn sớ 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 đen luôn, anh em biết rồi. Đó. Mặt ăn luôn nè, cho anh em coi mặt ăn luôn. Trắng phiếu luôn. 5 đồng. 5 đồng nha. Ở dưới này khác gì 110, KFLF nè. KFLF FCC là khác gì 110. Cái này anh em khỏi coi trùng heo ha. Nồi cái này coi trùng heo mất công lắm. Ừ. Coi cũng vậy mà không coi cũng vậy à. Tại bản chất nó như mới là nó như mới rồi. Khỏi coi. 5 đồng. Full. Mà thằng em nó ra bụng giữa luôn rồi nè anh em ơi. Cộng sên cam á. Cộng sên cam này á, anh em nào có chơi mấy cái thằng quen pha á, hú mình chia cho xài. Đó. Ốc máy mình bán rồi nha anh em. Mình báo giá trước cho anh em luôn á. Bộ số này bán 2 triệu á. Tháo sinh cam đi, chẻ máy giữa trước lát ấy kìa. Sinh cam 88 mắt nha anh em. Sinh cam 88 mắt xài chung cho anh pha. Kiếm đâu ra
nhiều khi rã thì nó tiếc. Rồi trời đây, đây 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 đây, từ 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 nè, giấu đi chưa, giấu đi. Như đập hộp của trời. AB nè, dên nè, dên anh em, dên là y chang như mã da bạc đạn, dên là như 110 luôn. TMB 304 da băng HS NTN đó. Dên lóc mình xin phép anh em, riêng con máy này mình bán dên lóc là 2 triệu, cái lồng 2 triệu nữa. Thôi bây giờ mình bán như vậy đi cho anh em mình nó vui vẻ luôn. Lòng nó thì anh em thấy rồi, thấy lòng là biết dên rồi. Anh em nên đi đúng một combo luôn đi cho nó đẳng cấp anh em. Dên lóc với cái lòng mình bán anh em giá 3,5 triệu. Anh em nên đi đúng một combo luôn đi cho nó đẳng cấp anh em. Tập này bây giờ kiếm không nổi đâu anh em ơi. Tập này kiếm không nổi đâu. Dên lóc với cái lòng luôn 3,5 triệu. Đó. Hết thuốc luôn anh em ơi. Dên lóc với lòng luôn 3,5 triệu nha anh em. Tầm này bây giờ anh em hỏi mình muốn mình bao cái gì nữa vậy anh em? Nó kiểu này bao gì nữa vậy? Tí xíu nữa mình lên bộ số nè. Bộ số này mình báo giá cho anh em. Ủa sao nó còn dướng vậy? Nó còn dướng chó hay gì Hiếu? Miếng lông đền này phải chừng mất, sọt vô đi. Còn bao gì nữa vậy anh em? Bộ số này xài chung với bộ số quay thái 110 nè. Bộ số này em bán giá là 2 triệu nha. Full cốt đạp cốt số. Cặp này không là thấy ăn tiền rồi. Nhiều anh em hỏi mình chia mấy cái cặp đẹp đẹp vậy lắm nè, nó xài chung quay 110 luôn á. Nhưng mà sao mà chia, số cặp của người ta mà không có bộ này coi như vứt luôn, cái chia cái gì. Bốn mùa đông bên đây nè, lát bắt vô bốn móc đầu. Lên số luôn. Lên cây dên luôn đi, cây dên này nó đâu có giống dên 110 đâu, có dính cứng ngắc như dên 110 đâu. Dên 100 mà. Mới tháo. Như mới. Ha. À, như mới ha anh em. Như mới. Như mới, tán qua lăng mới bắn lần đầu. Cực phẩm luôn, chữ còn luôn. Ắc trên. Trời ơi tầm này mà anh em coi gì nữa. Dên lóc lòng combo này 3,5 triệu. Bộ nồi 5 triệu. Bình xăng con bô e xá xị. Cọp rồi đó anh em thấy rồi đó, 1,3 triệu. Nắp nồi nắp lửa mang cá 500. Bộ lửa này 1 triệu. Bộ lửa này anh em mua 1 triệu là anh em lời. Mình nói thiệt, tại nồi cái cuộn lửa không là nó đủ tiền rồi. Củ đề là 1 triệu ha. Ốc máy thì mình bán rồi, cho nên là mình anh em thông cảm mình không có bán được. Nè lấy cái ấy vô cho nó rồi luôn đi. Nè cái này nè, vô với lấy cái kìm mà bò bung phe á, gài lại luôn cho nó rồi luôn đi, để mất công. Khúc nào cho xong khúc nấy luôn. Là ốc xá nhớt rin nè. Vàng khè. Nè dịnh đi tôi gõ cho. Rồi. Đấy. Dên lóc với lòng 3,5 triệu anh em. Số để qua đây. Đừng rớt cái đầu. Thiếu lông đền này nha, rớt lông đền đó. Số là xài chung với số quay 110 cho nó lọt vô cái nó còn hở nè. Dặn dặn là nó qua. Nó vô khớp cái. Chưa vô khớp á. Rồi dỗ cái bạc đạn này cho nó vô sát mí cốt tải luôn. Dỗ bạc đạn này cho nó vô sát mí cốt tải luôn. Lấy cái tê á. Lấy cái tê gõ gõ cái mí gì bạc đạn này nè. Lát nữa em sẽ lấy bạc đạn hai cái bạc đạn. Ô bạc đạn này ra luôn rồi. Lấy bạc đạn này lại cho anh em nha. Cho anh em theo bộ số luôn nha. Em lấy bạc đạn này lại cho anh em theo bộ số luôn.
gõ vô, gõ cái viền viền, gõ vòng vòng nó chạy vô à. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em coi bên số bên nhông nhỏ trước. Đúng rồi, gắn đầy đủ số vô. Đây con heo đây nè, gắn đủ đồ vô cho người ta, đừng cho nó thiếu mấy cái bi này nha. Bộ số này bán 2 triệu nha. Số là số 4 chấu y chang như quay 110, 1 2 chấu. 2 chấu là 4 chấu. Xài chung với quay 110 luôn nha. Cái này là phỏng đoán của mình là số nó sẽ cọp. Đó. Đúng nó cọp thiệt kìa, phỏng đoán gì nữa. 2 triệu. Tại vì mấy tầm này anh em tưởng tượng đi, đồ nó như vậy mà làm sao mà nó tệ được, nó xấu được anh em. Chỉ có từ đẹp đến đẹp thôi. Ăn tiền ở con số 4 là anh em kiểm chứng dùm với em luôn nè. Chưa biết sần mí đuôi luôn nha anh em, chưa biết sần mí đuôi và chưa sần bụng luôn. Đó, tầm này anh em vô xe là miễn bàn, an tâm. Hai đồng nha anh em. Nè em gắn đầy đủ phụ kiện cho anh em hết rồi nè, thấy không? Đó. Rồi cái cốt tải thì tất nhiên nó mới như mới rồi, cốt tải bao đỉnh rồi. Nè anh em coi bên nhông lớn nè, số 4 bên nhông lớn nè. Dạng hạng hạng thượng thương gia luôn nha, siêu VIP này. Đấy, bộ số này bán 2 đồng. Con heo ráp xong chưa? Con heo mã giống như mã 110 luôn nha anh em, mã số nha, 12 nha. Chưa biết miếng mòn là gì nha. Bao đỉnh. Bao đỉnh nha, 12 trùng mã nha. Bên đây 12. Bên đây 12 luôn, trùng mã, lụm. Ok. Bộ này bán 2 triệu, anh em nào chơi liên hệ em. Rồi, thì video của mình tới đây cũng xin kết thúc, cũng dài rồi, hơn nửa tiếng rồi hả? Lốc bơm bán chung với lốc à. Lốc bơm bán với dên lốc với cái lồng cho người ta, đúng combo luôn cho nó cọp. Đó, đúng combo cho nó êm chứ không phải gì hết trơn á, đi đúng combo của nó mới đã. Combo dên lốc lồng 3 triệu rưỡi, đầu bò bán rồi. Bộ số, anh em nào mà được đi combo mà có luôn bộ số nó mới tê nữa, tại vì đúng theo bạc đạn của nó luôn. Đó. Dên lốc lồng số. Nồi thì 5 triệu. Cái nồi này chạy tới mùa mía. Đó. Vậy nha anh em nha. Chào anh em nha.